Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2024. Gửi em và con thân yêu. Em và con đã ngủ chưa? Vết mổ của con có còn đau không? Bố nhớ gia đình mình nhiều lắm. Bố vẫn khỏe và công việc đều đặn. Bố và các đồng nghiệp đã hoàn thành một trong những phần việc quan trọng nhất là lắp dựng kết cấu thép mái nhà ga sân bay rồi. Bố sẽ gửi ảnh cho hai mẹ con xem để yên tâm và tự hào cùng bố nhé. Bố chào con gái. Con gái mới đi học về à? Hôm nay đi học có vui không con? Dự án cùng thiếu nhi mà đơn vị bố vừa xây dựng xong, sắp hoàn thành con ạ. Tới đây bố đón con lên đây chơi nhé. Chắc con sẽ thích lắm đấy. Ừ, bố chào con nhé. Thời gian cứ thế trôi đi, lá cờ Vinaconex ngày càng hiện diện nhiều hơn tại các công trình lớn nhỏ của đất nước. Tự hào đón gió tung bay trên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Chính niềm tự hào đó đã giúp người lao động Vinaconex vượt qua bao vất vả, nhọc nhằn, vượt qua nỗi nhớ gia đình da diết để thực hiện sứ mệnh cao cả, xây những giá trị, dựng những ước mơ. 36 năm hình thành và phát triển là 36 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, đong đầy nhiệt huyết của tập thể ban lãnh đạo và người lao động Vinaconex trên hành trình kiến tạo tương lai. Nhớ lại Vinaconex những ngày ấy, trong tiềm thức của mỗi người là bức tranh được vẽ nên bởi những mảng màu của ý chí và nghị lực phi thường. Từ ngày đầu thành lập, với số lượng nhân sự và tài sản ít ỏi, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, xuất khẩu lao động, xuất nhập khẩu, trải qua nhiều lần tái cơ cấu, nhiều thách thức và biến động, con thuyền Vinaconex trở đầy hoài bão đã trở thành một trong những thương hiệu mạnh trong lĩnh vực xây dựng, có năng lực đảm nhận các công trình xây dựng quy mô lớn. Đặc biệt, song song với hoạt động xây lắp, Vinaconex bắt đầu phát triển thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư bất động sản với việc tiên phong đầu tư xây dựng khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, một trong những khu đô thị đồng bộ kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô Hà Nội. Giai đoạn 2008-2018, Vinaconex phát triển theo định hướng đa doanh, đa ngành, đa sản phẩm, khẳng định vị thế, thương hiệu và năng lực hợp tác quốc tế của tổng công ty. Vinaconex đã tham gia thi công và hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Năm 2018 là mốc son đánh dấu một giai đoạn mới. Vinaconex chính thức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp không còn vốn nhà nước, phát triển trên 3 trụ cột chính là xây dựng, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. 5 năm đầu sau tái cấu trúc 2018-2023, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban điều hành cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ nhân viên, người lao động, tổng công ty Vinaconex đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Chúng ta có thể nhìn nhận lại 5 năm qua, kể từ khi mà chúng ta tái cấu trúc, cái mà lớn nhất mà chúng ta đạt được đó là sự đoàn kết, sự nhất trí, sự thống nhất trong lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên. Những cái trụ cột mà Vinaconex đã đạt được trong 5 năm qua đó là các cái trụ cột về xây dựng, trụ cột về đầu tư bất động sản và trụ cột thứ ba là đầu tư tài chính. Thì cả ba trụ cột đấy đều được phát triển. Chúng ta đã trở thành một cái nhà thầu lớn của Việt Nam và chúng ta cũng đã trở thành một cái nhà đầu tư về bất động sản trong rất nhiều lĩnh vực, đầu tư bất động sản về khu đô thị, về khu nghỉ dưỡng, rồi khu công nghiệp. Và đặc biệt là chúng ta sẽ rất thành công trong việc đầu tư tài chính cho các cái dự án về năng lượng, về thủy điện và đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư cho giáo dục. Và đấy tôi nghĩ rằng là cái mà xã hội thừa nhận. Đó là sự phát triển của Vinaconex và Vinaconex đã trở thành một thương hiệu lớn và trở thành một trong những tổng công ty đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam. Kế thừa và phát huy những giá trị đã đạt được, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc xác định năm 2024 là năm khởi đầu, đặt nền móng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển mang tính bứt phá trong giai đoạn 5 năm kế tiếp 2024-2029, khẳng định vững vàng vị thế hàng đầu của Vinaconex trong lĩnh vực xây dựng bất động sản. Kế thừa những giai đoạn trước thì định hướng cái 5 năm tiếp theo thì Vinaconex vẫn định hướng phát triển theo cái 3 lĩnh vực.
đặc biệt là đất nước giai đoạn tới là cũng rất thuận lợi, là chính phủ là chỉ đạo rất quyết liệt để phát triển, đặc biệt là cơ sở hạ tầng. Thì hiện nay có anh là giai đoạn tới thì là Vinaconex cũng xác định được cái thứ nhất là về cái trọng điểm xây lắp là tập trung vào cái thi công những cái hạ tầng, đặc biệt là cao hệ thống cao tốc và hệ thống giao thông của trung ương đến địa phương. Và đặc biệt là vừa rồi thì Bộ Chính trị cũng như Ban Chấp hành Trung ương có quyết định để như là trong giai đoạn tới sẽ tiến hành triển khai cái hệ thống đường sắt Bắc Nam. Mà hiện nay cái tính ra là rất là lớn. Vinaconex hiện nay là rất lợi thế là đã có kinh nghiệm, năng lực con người, máy móc thiết bị. Cái bất động sản trong giai đoạn vừa rồi thì cái công tác bất động sản nó cũng khó khăn. Nhưng mà giai đoạn tới thì hiện nay là về cái kế hoạch để phát triển, để cái bất động sản là về cái nhà ở cũng như là nghỉ dưỡng, cũng như đặc biệt là khu công nghiệp. Thì hiện nay Vinaconex cũng đang rất nhiều những cái dự án mà đang tiếp cận, cũng đang làm những hoàn thiện những thủ tục, chắc chắn là giai đoạn tới thì sẽ rất tốt. Kinh doanh tài chính thì hiện nay là Vinaconex trong giai đoạn vừa rồi là cũng cơ cấu rất mạnh. Những cái đơn vị nào làm ăn yếu kém thì cũng sẽ phải xử lý để thoái. Còn những đơn vị nào phát triển mà còn để tập trung vào những cái đơn vị có hiệu quả mà cơ cấu lại, là cũng để như thế là xây dựng lại cái bộ máy để cho tất cả những đơn vị đều là hoạt động tốt, đồng bộ. Thì để đạt được những cái vừa kế hoạch vừa rồi thì đặc biệt là tôi sẽ quan tâm nhất là cái thứ nhất là cái về công tác cán bộ, để chúng tôi không ngừng tập trung để như thế là nâng cao cái tính chuyên nghiệp, trình độ cán bộ từ trên quản lý, từ trên công ty cho xuống dưới các công trường, cho đến những cái tổ đội làm việc để thể hiện cái tính chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là chúng ta nâng cao cái công tác quản trị. Quản trị là nào? Đưa ra quy trình, quy chế, tất cả những cái hoạt động của các công ty đều đi vào hoạt động thông suốt từ tổng công ty cho sang các công ty. Và cái cuối cùng nữa là tất cả những cái làm sao để mục đích của chúng ta là phấn đấu là đến những năm tiếp theo, từ nay đến 5 năm tiếp theo, là với cái giá trị doanh thu hợp nhất của chúng ta là phải trên 25.000 tỷ. Và phấn đấu cái hiệu quả làm sao của chúng ta phải trên 10%, để như thế là đảm bảo không ngừng coi như là nâng cao cái thương hiệu Vinaconex và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên trong những cái thời gian tới. Vinaconex đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ kiến tạo tương lai khi ngày càng được thử sức với nhiều công trình mang tính thách thức, nhiều công trình tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Năm 2023, Vinaconex và Liên Danh vô cùng vinh dự và tự hào được tham gia thi công một trong những siêu dự án của quốc gia, được kỳ vọng sẽ giúp ngành hàng không cất cánh, là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Đó là dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, dự án đặc biệt cấp quốc gia với tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng, tương đương gần 4,7 tỷ đô la Mỹ. Được giao trọng trách đảm nhiệm thi công nhiều hạng mục quan trọng của dự án, nhà thầu Vinaconex đã trở thành đơn vị đầu tiên thực hiện cất nóc và thực hiện lắp dựng kết cấu thép mái nhà ga, gói thầu 5.10, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, hạng mục được coi là trái tim của dự án. Những gói thầu khác cũng được chủ đầu tư tư vấn và các đối tác đánh giá rất cao về chất lượng, khẳng định thương hiệu của một nhà thầu xây lắp hàng đầu. Để đạt được tốc độ thi công thần tốc, đảm bảo an toàn và chất lượng tại một dự án tầm cỡ như vậy, các kỹ sư, công nhân Vinaconex đã tích lũy năng lực và kinh nghiệm từ hàng trăm dự án lớn nhỏ suốt hơn 3 thập niên, đặc biệt là những công trình hạ tầng hàng không như dự án nhà ga hành khách T2 Nội Bài, nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Nhắc đến Vinaconex, cũng không thể không nhắc đến những gói thầu lớn thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án cao tốc trọng điểm quốc gia với giá trị lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Với quyết tâm cao nhất, vượt nắng, thắng mưa, vượt qua dịch bệnh Covid-19, bão giá, thiếu hụt nguyên vật liệu, nhà thầu Vinaconex và các đối tác liên danh đã nỗ lực hoàn thành, bàn giao đúng và vượt tiến độ toàn bộ các gói thầu đảm nhiệm, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Dây, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Năng lực đã được minh chứng, những gói thầu quan trọng của tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 tiếp tục gọi tên nhà thầu Vinaconex, bãi vọt Hàm Nghi,
Vũng Áng, Bùng, Vân Phong, Nha Trang, Biên Hòa, Vũng Tàu. Những dự án sẽ góp phần tạo nên hành lang kinh tế, vận tải huyết mạch của đất nước. Nhà thầu Vinaconex cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều dự án trọng điểm khác như dự án đầu tư xây dựng vành đai 4 vùng thủ đô, dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, nút giao Phú Thứ, các dự án xây dựng dân dụng quy mô lớn, dự án Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội. Đặc biệt, vị thế của tổng công ty trong lĩnh vực xây dựng cầu lớn cũng được nâng cao khi được lựa chọn là đơn vị tham gia thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Cây cầu được thực hiện bởi 100% kỹ sư là công nhân người Việt, áp dụng kỹ thuật, công nghệ thi công mới. Vinaconex tiếp tục chinh phục niềm tin của các chủ đầu tư nước ngoài thông qua hàng loạt công trình quy mô lớn như dự án Mikazuki Spa and Hotel Resort Đà Nẵng, tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, Bà Rịa, Vũng Tàu, dự án Trang Long, Bình Dương, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp sạch tỉnh Hưng Yên, dự án JSS Hà Nam, nhà máy vải khâu dệt Hải Dương. Với Vinaconex, mỗi công trình đều là thành quả kết tinh từ năng lực, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, quyết tâm để hoàn thành dự án ở mức hoàn hảo nhất. Thực hiện thi công 3 ca 4 kíp và làm tăng ca đêm. Và nhất là những dịp nghỉ lễ Tết là chúng tôi vẫn tổ chức làm bình thường xuyên Tết. Thì chính vì vấn đề đó thì các dự án thì nó vẫn đi theo đảm bảo tiến độ. Đối với một nhà thầu thực hiện dự án FDI thì một điều rất quan trọng được các chủ đầu tư ghi nhận đấy là tính sáng tạo và đột phá, dám thử thách những sáng tạo trong suốt quá trình triển khai thi công. Trong lĩnh vực bất động sản, tổng công ty tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư linh hoạt với đa dạng các sản phẩm thuộc nhiều phân khúc khác nhau. Trong đó phải kể đến các dự án bất động sản thuộc phân khúc cao cấp như Cát Bà Amatina, một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp lớn nhất miền Bắc. Dự án hỗn hợp văn phòng, thương mại và nhà ở Green Diamond 93 Láng Hạ, tổ hợp thương mại và văn phòng cho thuê Vinaconex Diamond Tower, dự án km 3, km 4 Hải Yên, Móng Cái, dự án khu đô thị Đại Lộ Hòa Bình. Tổng công ty cũng nghiên cứu triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án như khu đô thị Thiên Ân, Quảng Nam, một số dự án khu đô thị, khu công nghiệp tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án khu công nghiệp công nghệ cao 2 Hòa Lạc do tổng công ty Vinaconex đầu tư xây dựng cũng đang chào đón thêm ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài, góp phần tạo nguồn lực ổn định và vững vàng cho sự phát triển của tổng công ty. Dự án thủy điện Đắc Bà đạt kỷ lục thi công thần tốc nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất. Dự án thủy điện Ngòi Phát, Lào Cai là những công trình bất động sản công nghiệp minh chứng cho năng lực đầu tư, xây dựng và chinh phục một lĩnh vực hoàn toàn mới của tổng công ty Vinaconex. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, song song với quyết liệt thực hiện tái cấu trúc cùng hoạt động M&A hiệu quả, nâng cao tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực mang lại tỷ suất lợi nhuận cao đã và đang đem lại thành quả to lớn, tạo nền tảng vững chắc cho tổng công ty. Bên cạnh đó, thương hiệu Vinaconex cũng ghi dấu ấn đặc biệt khi sự phát triển của doanh nghiệp được gắn với trách nhiệm xã hội và những hoạt động phát triển cộng đồng. Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ do Vinaconex đầu tư phát triển sau 20 năm đi vào hoạt động tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu và là địa chỉ đỏ của ngành giáo dục thủ đô. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Viwaco, đơn vị thành viên của Vinaconex, đang là một trong những đơn vị cung cấp nước sạch có lượng khách hàng rộng lớn địa bàn phía Tây Nam và một phần thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, toàn bộ hệ thống đã tăng tốc chuyển mình với sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Đảng ủy, Ban điều hành cùng sự nỗ lực của người lao động trên toàn hệ thống. Vinaconex đang tiến gần tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Trên trường quốc tế, thương hiệu của Vinaconex đã và đang được các đối tác lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc ghi nhận, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế cho tổng công ty trong tương lai. Có được thành công này không thể không kể đến sự đóng góp của công đoàn tổng công ty và các tổ chức chính trị xã hội đã luôn sát cánh cùng ban lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần cùng tổng công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, giúp cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác và cống hiến. Có thể nói rằng trong thời gian qua, mặc dù là gặp rất nhiều khó khăn, lãnh đạo tổng ty ngoài việc chăm lo tìm đủ việc làm cho người lao động thì đã hết sức quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động. Một trong những cái việc sống còn đó là đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động ngày càng tốt hơn để họ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Về phía tổ chức công đoàn, chúng tôi thực hiện cái chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, thì trong những năm qua chúng tôi đã tập trung thực hiện tốt cái vấn đề này. Ngoài cái việc tuyên truyền vận động cho người lao động thực hiện
tốt các nội quy, quy chế, các cái quy định và cái chủ trương chiến lược của tổng ty, thì đã tổ chức phát động nhiều cái cuộc thi đua chăm lo đến đời sống của người lao động, như là thăm hỏi người lao động mùa hè nắng nóng, thăm những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Tết cho người nghèo, Tết vì người lao động Vinaconex, không để cho người lao động ở lại phía sau. Đồng thời cũng đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo tổng ty đề ra nhiều cái chính sách có lợi hơn cho người lao động. Với sự ủng hộ của Đảng ủy và ban lãnh đạo, Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động thi đua lao động sản xuất, văn hóa, thể thao, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, cũng như những dịp kỷ niệm quan trọng của Tổng Công ty, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào của mỗi một thành viên trong đại gia đình Vinaconex. Bên cạnh những hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên người lao động, Vinaconex cũng không quên trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội. Các hoạt động chung tay, các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa đã trở thành nét văn hóa truyền thống xuất phát từ trái tim của mỗi người Vinaconex. Con người Vinaconex thì rất là dễ gần cũng như là đoàn kết, gắn bó với nhau. Vinaconex là một môi trường làm việc rất là năng động và chuyên nghiệp, tuy nhiên cũng có rất là nhiều thử thách. Và tôi nhận ra là tôi có thể học tập được rất là nhiều ở đây nhờ các anh chị đi trước. Hơn cả một nơi làm việc, Vinaconex đã trở thành gia đình, đồng nghiệp đã trở thành thân thuộc. Tôi có thể tự hào nói rằng Vinaconex chính là ngôi nhà thứ hai của tôi. Xin chúc mừng sinh nhật Vinaconex 36 tuổi. Vì một Vinaconex thịnh vượng và trường tồn, người lao động Vinaconex ngày hôm nay sẽ truyền động lực cho lớp lớp thế hệ mai sau với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, về sự cống hiến, tận tâm cho một giấc mơ kiến tạo giá trị, kiến tạo sức sống, kiến tạo tương lai. Bố xin lỗi vì đã không có nhiều thời gian ở bên hai mẹ con. Cảm ơn hai mẹ con đã hiểu và thông cảm cho công việc của bố. Công việc này là tâm huyết cả đời của bố. Bố tự hào khi thấy những vùng đất mình đi qua thay da đổi thịt mỗi ngày. Tự hào được góp sức xây dựng tương lai bằng chính đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Bố yêu hai mẹ con rất nhiều. Hai mẹ con giữ gìn sức khỏe nhé. Bố sẽ về sớm thôi. Trong thời đại mới vẫn âm thầm dựng xây quê.